Tình đầu tình rực rỡ, tình trong giây vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, trăng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi chọn nơi còn nhớ tình thơ thiết ấm say. Xin chào các bác đã đến với Sóng Âm Thanh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một video mà em sẽ giới thiệu đến các bác về một dòng vang số rất cao cấp của DB Autix. Một dòng vang mà vừa ra mắt năm nay thôi, và sau một thời gian khoảng tầm 3-4 ngày test kỹ sản phẩm thì hôm nay sẽ lên sóng đến các bác. Như lúc trước thì có một cái câu nói rất hay của Đặng Lê Nguyên Vũ, đúng không ạ, là tiền nhiều để làm gì. Thì hôm nay em sẽ có câu trả lời luôn cho các bác là gì ạ? Tiền nhiều để mua vang số. Một dòng vang số mà phải nói là rất cao cấp và giá của nó thì rất là đắt, nhưng mà nó đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu của chúng ta, từ ngoại hình, từ thiết kế đến những cái bên trong, từ chất âm, đúng không ạ? Và đa phần thì mỗi một dòng vang số, một dòng thiết bị, một dòng gì đó thì đều sinh ra để phù hợp với một số lượng, một nhóm khách hàng. Ví dụ như là có những người thì đi xe đạp này, như em đi xe đạp này, có bác thì đi xe máy này, đúng không ạ? Bác nào sang hơn một tí thì đi xe ô tô, nhưng cũng có những bác là đi máy bay, đúng không ạ? Đi phi cơ riêng. Thì vang số cũng vậy, đúng không ạ? Thiết bị nào cũng vậy, có những dòng vang số bình dân, phổ thông, nhưng cũng có những cái dòng vang số rất cao cấp và cao cấp. Thì hôm nay sẽ mang đến các bác một dòng vang số rất cao cấp của thương hiệu DB Autix. Và nói đến những dòng vang số của DB Autix thì có rất nhiều model, như là S525 mã này, S520 này, S690, S750, S800. Và đây là một dòng vang số cao cấp nhất của DB Autix. Và em khẳng định luôn, đây cũng là một trong những dòng vang số cao cấp nhất trên thị trường Việt Nam hiện tại, theo em được biết. Một dòng vang số mà nó đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu từ giải trí, từ xem phim, từ karaoke. Và nếu như các bác sở hữu một dòng vang số này tại nhà thì sao ạ? Một là yên tâm, trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa không bao giờ lo lỗi thời, nó vẫn sẽ luôn luôn đứng trong những cái dòng top vang số hàng đầu. Cái thứ hai là gì ạ? Đây là một dòng vang số mà chất âm rất tuyệt vời, em test rất kỹ rồi, và sau đây thì sẽ mở nó luôn để các bác có thể là đánh giá được cận cảnh cái dòng vang số cao cấp này, DB Acoustic S900. Với cái dòng này thì ngay từ cái vỏ hộp thôi nhìn nó đã rất là chắc chắn rồi các bác nhá. Ở đây là một số thông số này, DBS900 này, màu sắc là black, là đen này. Và những cái thông số ở đây, con này thì nó sẽ nặng là hơn 3 cân. Và đây là một dòng vang số được nhập khẩu chính ngạch các bạn nhé. Đấy, từ cái vỏ hộp này, rất là dày dặn này. Đây là những cái phụ kiện đi kèm của nó. Sẽ có cái gì đây? Đấy, làm hẳn một hộp riêng, đấy, rất là xịn sò. Đi kèm bên trong nó sẽ có là một cái dây nguồn này, một cái dâu wifi này, một cái dâu bắt bluetooth này, và một cái điều khiển. Đấy, như vậy thì với dòng này các bác có thể là dùng điều khiển để chỉnh được mọi thông số các bác nhé. Đấy, có cả tính năng bluetooth luôn, chỉnh không dây của wifi. Wow, đa tính năng. Đấy, rất là đắt tay, con này thì size 2U. Cảm giác các bác ạ, cầm rất là đầm tay. Wow. Và đây là thiết kế mặt trước của vang, phải nói là nó rất là đẹp các bác nhá. Này, mặt phay nhôm rất là dày luôn, kinh khủng luôn. Con này thiết kế phải nói là quá đẹp mắt và nó quá kỳ công đi. Ở đây thì nhà hãng đem tất cả những cái gì hay, những cái gì đẹp, những cái gì tinh túy công nghệ đắp hết vào đây rồi. Nếu như bác nào mà tìm hiểu về xe đấy, đấy, những con xe mà những người giàu họ muốn đi thì họ mang tất cả những cái gì cao cấp nhất, đẳng cấp nhất, sang trọng nhất, họ đưa vào những con xe đó. Và cả thế giới có vài con thôi. Thì ví dụ thế nó hơi khập khiễng. Nhưng đây ý em nói là với cái dòng vang này thì
nhà hãng đưa tất cả những gì mà công nghệ tinh túy nhất vào cái dòng vang này. Một dòng vang mà nó chỉnh được qua điện thoại này, qua iPad, laptop này, phát nhạc qua Bluetooth này và chỉnh không dây qua Wi-Fi cũng như là có điều khiển, và đặc biệt là cái chất âm của nó là cái làm nên cái giá trị của dòng này, tiếng cực kỳ hay và chống hú tốt. Hơn nữa thì với dòng S900 này được trang bị bởi một cái màn hình cảm ứng cỡ lớn và rất là sắc nét, các bác có thể là dễ dàng tinh chỉnh tất cả những thông số bằng tay qua con vang này. Các bác có thể xem này, ví dụ như to nhỏ nhạc này, đấy, to nhỏ mic này, to nhỏ effect này, đấy, chỉnh bass, sub các kiểu này, tất cả luôn, thông số luôn, chỉnh rất đơn giản luôn. Đấy, input đầu vào này, tức là tất cả những cái gì có thể chỉnh ở máy tính thì cái màn hình này cho phép các bác chỉnh tay được toàn bộ, từ nhạc này, ví dụ như là tăng bass, giảm bass này, nó đưa về những cái basic rất là đơn giản luôn. Đấy, chỉ một vài thao tác thôi. Với cái dòng này thì bác nào mà không muốn hoặc là không biết nhiều về máy tính thì có thể là chỉnh tay được rất đơn giản, bởi vì nó thiết kế rất là hay. Đấy, ví dụ mic vào đây này, tăng bass, tăng tep này, mic 1, mic 2 này. Dòng này thì nó chỉnh được cả hai đường mic riêng biệt các bác nhé, rất là hay. Và ở đây sẽ có một cái núm để các bác có thể là căn chỉnh được tất cả những cái thông số này, đúng control ở đây. Cổng USB đằng trước để các bác có thể kết nối chỉnh có dây. Với cái dòng này thì cho phép các bác chỉnh được cả không dây qua Wi-Fi và cả có dây qua cổng USB và một số cổng đằng sau ở kia. Đây là phần có tác nguồn đằng trước này, rất đẹp mắt, rất là nhỏ gọn. Nói chung là với cái dòng này thì chưa quan tâm xem tiếng như nào, nhưng mà với cái thiết kế bên ngoài và cái độ hoàn thiện của nó thì em đánh giá nó rất là cao các bác nhé. Và nếu như bác nào sở hữu một cái chiếc vang như vậy thì như em nói rồi là trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa, yên tâm, không bao giờ lo là việc bị lỗi thời, nó luôn luôn vẫn sẽ đứng trong top những cái dòng vang mà hot trên thị trường. Và đây là cái mặt sau của vang. Đấy, em phải rút buồn ha. Con này phải được gọi là, nếu mà nó mà là xe ô tô phải đánh giá ngang nó mới Rolls Royce. Đây là phần đằng sau của nó, các bác xem này, đây là phần nguồn này. Con này thì nó sử dụng nguồn 220 các bác nhé. Và một số cổng kết nối như là RS485 này, RS232 này, cổng mạng LAN này, cho phép các bác là chỉnh từ xa, Wi-Fi. Đây là một cái quạt thông gió để giúp cân vang này luôn luôn trong tình trạng là mát. Và đây là một dòng vang, nó có 3 đường mic. Đấy, 3 đường mic các bác xem này. Và 3 cái núm chỉnh gain mic ở đây. Vôn 1, vôn 2, vôn 3. Nó sẽ có hai cái dâu này để làm gì ạ? Một cái để chỉnh Wi-Fi và một cái để các bác phát nhạc qua Bluetooth. Đó. Tất cả những cái gì mà hay, tinh túy thì cái vang này nó có gần như là hết. Đường nhạc vào của nó thì sẽ có hai đường vào bằng AV này, cổng VOD, cổng DVD, cổng Rec Out. Cổng này để bác nào mà dùng cho live stream thì cắm vào đây. Đây là cổng quang này. Tất nhiên rồi, một dòng vang số cao cấp như vậy thì không thể thiếu được cổng quang. Và nó có đến 8 cổng out các bác nhá. Này, led, drive này, surround này, center, sub này. Đấy. Bình thường thì chỉ có 6 out thôi, nhưng mà với những cái dòng vang cao cấp như vậy thì nó cho phép các bác tinh chỉnh trên rất nhiều thiết bị. Cụ thể là các bác có thể là xử lý với 3 đôi loa, 1 đôi sub hoặc là hệ thống âm thanh 7.1 làm ngon lành luôn. Đó. Đấy là những cái gì về bên ngoài các bác nhìn thấy. Bây giờ thì em sẽ show đến các bác xem những cái phần cơ bắp bên trong của nó. Và đây là một dòng vang số mà cái việc tinh chỉnh nó cũng rất là đơn giản mà thôi. Và đây là phần mềm của vang. Đây là bản V1.2.5 các bác nhé. Bản cao nhất của vang này luôn. Kết nối thì các bác có thể kết nối bằng nhiều cách. Ở đây thì em sẽ kết nối bằng cổng USB. Mật khẩu dòng này sẽ là 4+1. Đấy, các bác có thể chọn là kết nối qua Wi-Fi. Và khi mà chúng ta kết nối thành công thì cái phần cáp này nó sẽ hiện màu đỏ lên. Đây, sẽ nói qua các bác chút về cái phần cơ bắp của con này. Cái phần mềm của nó thì được thiết kế ở đây có những sơ đồ, nó khá giống những cái dòng crossover. Music này có 16 cần và high pass, low pass, chỉnh được độ dốc rất chi tiết. Đấy. Đây là phần loại bỏ tạp âm này. Wow, kinh khủng nhờ. Input này, rất nhiều cổng nhạc đồ vào để các bác lựa chọn. Và nó sẽ có hai đường mic riêng biệt các bác nhá. Đấy. Bác nào muốn thích chỉnh mic nam mic nữ chỉnh được hết. Đây là phần chống hú của nó này. Nó sẽ có 4 cấp độ chống hú. Và với một dòng vang cao cấp như vậy thì một là gì ạ? Cái sai số nó cực kỳ ít. Ví dụ ở đây các bác muốn giảm một tần số, với những dòng vang bình thường các bác cần giảm 3 đến 4 decibel nó mới xuống được.
Nhưng mà với những cái giọt bằng cao cấp như vậy thì độ chính xác cao hơn, thì các bác chỉ cần giảm thấp hơn thôi. Đấy. Cái này thì khi mà em làm qua smart thì em mới hiểu biết được những cái này. Ví dụ như cái dòng vang bình thường thì mình giảm 3 dB nó mới xuống được. Nhưng mà với những cái dòng vang cao cấp như vậy thì cái độ chính xác nó rất là cao, độ sai số cao. Đó. Mic 1, mic 2 này, đường effect của nó này. Đây là chỉnh được echo reverb này. Đấy. Echo reverb riêng biệt các bác nhá, không phải chỉnh chung đâu ạ. Đấy, những cái đường ra của nó này. Đấy, chỉnh pha mic, pha nhạc riêng biệt luôn, âm lượng từng kênh một. Như vậy thì dòng này có thể làm effect rời được luôn này. Đấy, chỉnh gain này. Phần com nén này. Đó, rất nhiều thông số. Tức là với cái dòng này mà nếu như biết khai thác thì phải nói là đây là một cái con vang số mà nó cực kỳ hay luôn. Và nó em không hiểu, không biết là nên dùng những mỹ từ gì ở nó, tại vì là em cũng test con này 3 ngày rồi nên mới dám nói chắc chắn bác như vậy. Và cái vang số thì em có làm khá là nhiều. Không nói là mình làm hết tất cả vang số, nhưng mà phải nói là em làm phần đa vang số trên thị trường rồi, là em tiếp xúc hết rồi, đã từng căn chỉnh hết rồi. Nhưng mà đây sẽ là một vòng vang số mà em nghĩ là thời gian tới nó sẽ rất là hot. Con này thì nó có đều nhiều nét tương đồng với con AAP K9200 mã. Đó, đều là HM sản xuất hết. Rất là hay. Bây giờ thì em sẽ cắm vào và test đến các bác cái chất âm thật của dòng vang này để các bác có thể cảm nhận được. Đấy. Cứ vang hay là gì ạ? Cái kết quả là phải tiếng effect hay, hát nó sướng. Đấy, thì đấy là vang xịn. Còn tất nhiên là nếu như những vòng vang kém hơn thì cái tiếng, một là cái tiếng nhạc, tiếng mic nó không thể bằng được rồi. Ok, bây giờ sẽ cắm vào và set cũng như là hát test đến các bác. Ok, bây giờ thì em đang test nhạc qua Bluetooth, một tính năng rất hay ở con này. Đấy, một dòng vang rất cao cấp và có cả nhạc qua Bluetooth các anh nhá. Đó. Và một cái một tính năng mà rất ăn tiền nữa của con này là gì ạ? Là các bác có thể chỉnh được qua điện thoại hoặc iPad hoặc máy tính, em nói rồi. Chỉ cần một cái điện thoại thôi và các bác có thể chỉnh được toàn bộ những thông số trên đây. Từ gì ạ? Âm lượng nhạc to nhỏ này. Đấy, test luôn cho bác xem này. Đấy, được chưa? Đó. Tất cả từ âm lượng này, to nhỏ này, bát trung tép của nhạc này, bát trung tép của mic này, chuyển chế độ này, rồi là phần effect này, cài đặt. Tức là nó sẽ chỉnh được toàn bộ những thông số chỉ bằng cái điện thoại mà thôi. Rất là ăn tiền. Đó. Rất là thông minh đúng không ạ? Các bác ngồi ở xa và chỉ cần điện thoại thôi, chỉnh được toàn bộ và không cần phải là biết quá nhiều về máy tính. Vì ở đây tất cả những thông số nó đưa về rất là basic, đơn giản này. Các bác thao tác chỉnh rất đơn giản. Chỉ có bát, chung và tép thôi. Đấy, rất đơn giản. Như vậy thì với cái dòng này các bác có thể là tùy chỉnh được con vang S900 này bằng rất nhiều phương tiện, như là máy tính này, iPhone này, iPad này. Đặc biệt là nó rất là dễ dùng. Đây là một tính năng mà em đánh giá rất cao của dòng này. Và bây giờ thì em sẽ test từng chế độ một của cái dòng vang này để các bác có thể cảm nhận được cái tiếng effect của nó ngọt ngào như nào các bác nhé. Đầu tiên ở đây sẽ là chế độ 1, là chế độ Eco. Khi các bác sử dụng những sản phẩm tại sóng âm thanh thì em đã đều cài đặt sẵn những chế độ và về nhà các bác chỉ việc dùng mà thôi. Đầu tiên sẽ là chế độ 1, chế độ Eco. 1, 2, 6, 7, lên. Eco này nó làm cho em nó liên tưởng đến con âm ly 2-3 ngày xưa. Nó mô phỏng. Đây là một trong những cái dòng vang mà em cảm nhận thấy nó mô phỏng giống nhất cái con âm ly 2-3 ngày xưa. Tiếng phách nó cực kỳ ngọt ngào. Cái chế độ thứ hai ở đây là chế độ Reverb. Thì đây là một chế độ dành cho những bác nào có giọng sẽ thể hiện được rất tốt giọng ca của mình. 1, 2, 6, 7, lên. 1, 2. Chế độ thứ 3 là chế độ Echo Reverb. 1, 2, 6, 7. Và cuối cùng là một chế độ Reverb Echo. Tức là cái chế độ này thì tỷ lệ Reverb em sẽ đẩy cao hơn Echo, và cái đuôi Echo sẽ giảm bớt đi để chúng ta hát sẽ không đuôi được sau. 1, 2, 2. Và một cái vang tốt rồi, một thiết bị tốt rồi, nhưng nếu như mà không biết khai thác tốt nó thì vẫn bình thường. Các bác có nguyên liệu tốt này, đồ ăn tốt nhưng mà không biết xào nấu rồi thì món ăn nó vẫn dở. Vang số cũng vậy, quan trọng là cái người phải setup được nó, phải thuần chủng được nó thì nó sẽ mang ra hiệu quả tốt nhất. Các bác hát nhẹ nhàng một tiếng effect nó ngọt ngào đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ
hát và test các bác luôn cái effect cũng như là chống rú của dòng vang này DBL TX S900. DBL S900 thông qua thông qua mic 550 Plus đúng không? Sau khi hát test rồi thì anh Trung có đánh giá gì về cái effect của dòng vang này không? Một chất giọng siêu thực và siêu nhẹ nhàng. Và các bác để ý thì em đang hát cho ODK gần đây. Đấy, rất cần loa luôn và yên tâm với con này chống rú rất là tốt các bác nhé. Hiện tại thì em đang để FBX ở mức 2. Và thời gian vừa rồi thì bên em vừa giới thiệu đến các bác một dòng vang số rất cao cấp của DBL TX. Có mã là DBL TX S900. Đây là một dòng vang số dành cho bác nào mà muốn tìm một dòng vang thật sự là cao cấp, có đầy đủ những tính năng cao cấp nhất tại thị trường hiện tại, và khi sở hữu nó thì sao ạ? Từ 2 đến 3 năm nữa không bao giờ lo bị lỗi thời, luôn luôn sẽ vẫn trong cái top đầu những cái vòng vàng hay nhất tại Việt Nam. Khẳng định các bác luôn. Và hiện tại thì dòng vàng này đang có mức giá là trên 10 triệu đồng. Tại vì là em sẽ hỏi lại mức giá cụ thể. Hôm nay mới lên sóng các bác thôi chứ còn giá cụ thể thì em sẽ lên biết sau. Nhưng hiện tại thì sẽ có mức giá là trên 10 triệu đồng, và khi các bác sử dụng sản phẩm về sóng âm thanh thì một là em sẽ tặng kèm các bác đầy đủ những phụ kiện để các bác kết nối giữa âm ly hoặc đẩy. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ các bác, nếu như bác nào ở trong Hà Nội thì sẽ hỗ trợ các bác là setup tại nhà luôn. Đấy. Và cái thứ ba là sản phẩm bảo hành chính hãng 2 năm. Và riêng những sản phẩm các bác mua tại sóng âm thanh, đặc biệt là những sản phẩm như này, thì sẽ một đổi một đến các bác trong vòng 6 tháng, các bác yên tâm sử dụng. Và nếu như các bác quan tâm về dòng vang số cao cấp này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0393551224 để được hỗ trợ tư vấn. Và các bác cũng đừng quên là hãy like và đăng ký kênh của Sóng Âm Thanh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Chào các bác nhé.